Thì những cái loại dầu dưỡng hoặc là những loại dưỡng ẩm ấy thì nó cũng sẽ có hiệu quả phần nào đấy trong cái việc mà điều trị dạng da. Tuy nhiên nó sẽ chỉ là ở trong giai đoạn sớm và để hỗ trợ thêm thôi, chứ không phải là thành phần chính để có thể trị liệu dạng da một cách hiệu quả nhất. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và mình là Nguyễn Ngọc, bác sĩ da liễu. Và hôm nay thì sẽ là những phương pháp để có thể trị dạng da hiệu quả. Và chắc chắn là trong số những bạn trẻ và những chị em phụ nữ đang ngồi đây thì cũng có rất nhiều người là bị những cái vết dạng da như những cái con lươn ở trên người và cảm thấy rất là tự ti khi mà chúng ta để hở ra những cái phần cơ thể đó, đúng không? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với bác sĩ Ngọc những cái cách để trị dạng da hiệu quả nhé. Và trước khi đi vào chủ đề chính, bác sĩ Ngọc rất muốn mời những ai mà còn chưa tham gia vào trong group skincare khoa học của bác sĩ Ngọc và chưa like fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc thì các bạn hãy hành động ngay nhé. Hàng ngày ở trên fanpage thì sẽ có rất nhiều bài đăng và có nhiều thông tin thêm hơn là ở trên kênh YouTube này rất là nhiều. Và ở trên group thì cũng sẽ có rất là nhiều bạn mà đưa những câu hỏi lên để chúng ta sẽ cùng thảo luận này, hoặc là chúng ta có thể tự lên đó đặt câu hỏi thì cũng sẽ luôn luôn có người trả lời. Và nói qua một chút về những cái đối tượng mà dễ bị dạng da thì các bạn cũng có thể thấy mình ở trong đó này. Đầu tiên là độ tuổi các bạn dậy thì, khi mà chúng ta bước qua cái độ tuổi từ trẻ em sang người lớn ấy, thì lúc này chúng ta tăng cân nhanh hơn, cơ thể phát triển nhanh hơn và da không kịp co giãn và cũng có thể gây đứt gãy collagen và hình thành những cái vết dạng. Thì có thể gặp phải ở những cái vùng da mỏng như là ở vùng cánh tay này, hoặc là như ở vùng da đùi mà trong đùi này, hoặc là có thể một vài bạn thì bị cái vùng lườn bụng này, có thể là bụng to lên nhanh nhưng cũng có thể bị. Và ở trong thai kỳ thì cũng rất là hay gặp ở những cái vùng cũng có thể là bụng này, đùi này, khi mà chúng ta tăng cân nhanh này và thai lớn lên thì khi mà da chúng ta không co giãn kịp thì nó cũng sẽ bị dạng. Và bác sĩ cũng bị dạng một chút ở cái lần em mang thai bé thứ hai, mình cũng chủ quan mà cũng bị dạng. Hoặc là khi mà chúng ta tập gym và tăng cân nhanh, thêm nữa là khối cơ phát triển nhanh thì chúng ta cũng có thể bị dạng ở cái vùng cơ phát triển. Và cái này cũng có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố cơ địa nữa, bởi vì cũng có những người là tăng cân bù bù ra nhưng mà cái da và da đàn hồi tốt ấy nó không dạng da, còn có những người thì chỉ cần tăng một chút thôi, mới bầu một chút thôi mà dạng rất là nhiều, hoặc là kết thúc thai kỳ là bụng trông rất là kinh khủng, trông như là một quả dưa lưới. Khi mà lấy em bé ra xong ấy thì bụng như một quả dưa lưới đầy những cái vết dạng chằng chịt từ trên xuống dưới, thì có thể là còn phụ thuộc vào cơ địa nữa này. Và có một số bạn mà dùng những loại thuốc dài ngày như là corticoid ấy thì nó khiến cho mài mòn da và làm da mỏng hơn, thì lúc này là da mỏng do thuốc thì nó cũng có thể là bị dạng rất là dễ dàng. Thì hôm trước bác sĩ Ngọc đã có hướng dẫn các bạn nhận biết xem là mình đang ở giai đoạn nào của dạng da, đang ở mức độ nào. Thì nếu như các bạn là giai đoạn mới mà dạng nó còn đang ở màu đỏ và thời gian khoảng dưới 6 tháng, 3 đến 6 tháng thôi, thì lúc này mà can thiệp vào để trị liệu dạng da thì nó sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Còn trong giai đoạn từ 6 tháng trở lên cho đến 1 năm thì lúc này cái hiệu quả để trị liệu dạng da nó đã giảm đi rồi. Và cái màu sắc của dạng da lúc này thì nó đã chuyển sang cái màu là thẫm tím rồi màu xám, chứ nó không còn là cái màu mà đỏ hồng nữa, và đã bắt đầu dần dần hình thành sự sơ hóa rồi. Còn nếu như ở giai đoạn muộn mà sau 2 đến 3 năm thì lúc này là cái vết dạng nó đã trở về màu da bình thường rồi, nó chỉ còn mỏng hơn thôi, chứ nó không còn những cái đáy màu đỏ màu tím như là những cái giai đoạn trước nữa. Và lúc này thì trị liệu của chúng ta nó cũng sẽ bị giảm hiệu quả rất là nhiều. Và sau đây thì bác sĩ Ngọc sẽ chỉ ra những cách trị liệu dạng da hiệu quả, tuy nhiên là sẽ tùy từng giai đoạn. Nếu như các bạn can thiệp từ sớm thì đương nhiên hiệu quả nó sẽ cao hơn, còn nếu như các bạn để những giai đoạn muộn rồi mới can thiệp thì đương nhiên là hiệu quả nó sẽ không được như là làm từ sớm đâu. Và cách đầu tiên để trị liệu dạng da hiệu quả đối với cả những giai đoạn sớm thì sẽ càng hiệu quả hơn, đó là sử dụng những sản phẩm bôi. Và sản phẩm bôi đầu tiên bác sĩ Ngọc muốn nói đến đó chính là gì ạ? Retinoid, đúng rồi. Bởi vì các bạn biết rằng là vấn đề của dạng da đó chính là do sự đứt gãy collagen, da kéo căng ra và bị đứt gãy collagen và khiến cho hình thành cái đường dạng rất là rõ rệt như vậy. Thì retinoid chính là một sản phẩm mà có thể kích thích để tăng sinh collagen hiệu quả. Mà ở trong rất là nhiều những video trước, bác sĩ Ngọc cũng đã có nói đến tác dụng của retinoid như thế nào, đúng không? Và nhất là trong những giai đoạn sớm khi mà các bạn mới bị dạng da thôi, mới bị kéo căng da thôi và cái nền của vết dạng nó vẫn còn đỏ như vậy, thì đấy chính là một cái diện tích tiếp xúc rất là tốt để các bạn có thể bôi retinoid lên trên cái vùng da bị dạng đó. Nó sẽ hấp thu tốt và nó là một cái đường vào khá là tốt để cho cái thuốc nó hấp thu tốt vào trong vết dạng để có thể kích thích tăng sinh collagen và bôi đều đặn như vậy trong giai đoạn sớm thì nó sẽ khá là hiệu quả. Và sản phẩm bôi thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng để kích thích tăng sinh collagen đó chính là hyaluronic acid, hay gọi là HA. Nếu như mà các bạn vẫn còn nhớ trong những video lần trước thì bác sĩ Ngọc đã có phân tích đó là HA ngoài việc ngậm nước cho da thì nó sẽ còn có giúp khả năng là kích thích tăng sinh collagen nữa. Chính vì thế cho nên là HA cũng sẽ là một sản phẩm có thể thêm vào trong cái quá trình mà trị liệu dạng da cùng với cả retinoid để chúng ta sẽ kích thích tăng sinh collagen một cách hiệu quả hơn. Hoặc là hiệu quả hơn nữa, đối với cả HA ở những vùng bị dạng chúng ta có thể tiêm meso HA thì nó sẽ có thể là ít phải sử dụng hàng ngày hơn, tức là nó là một dạng như là một thuốc liều cao ấy và nó sẽ giải phóng từ từ. Và tiêm như vậy thì chúng ta có thể sử dụng một lần có thể được nhiều tháng và kết hợp thêm cái đường bôi retinoid nữa thì nó cũng sẽ hiệu quả. Và có một thành phần nữa cũng có thể giúp chúng ta hỗ trợ cái vết dạng da hiệu quả, đó chính là chiết xuất rau má. Thì cũng đã có nhiều nghiên cứu chứng minh cái hiệu quả là chiết xuất rau má nó sẽ có khả năng là ngăn ngừa cái vết dạng da.
Và một sản phẩm bôi nữa để có thể là hỗ trợ trong việc điều trị đạn da, đó chính là những sản phẩm có chứa silicone bôi lên trên vùng vết dạn. Thì nó sẽ giống như là một cái màng chắn ấy. Silicone là những cái phân tử kích thước lớn và nó sẽ không đi sâu xuống dưới da mà nó sẽ đóng vai trò như là một cái màng chắn ở trên da để vừa có thể là giữ ẩm cho da và vừa băng bịt để tạo điều kiện cho cái tổn thương nó mau lành hơn. Còn một số quan điểm nói là bôi dầu dừa này, bôi những loại vitamin E này hoặc là dầu ô liu này, những cái loại dưỡng ẩm để mà điều trị dạn da thì sao? Thì những cái loại dầu dưỡng hoặc là những loại dưỡng ẩm ấy thì nó cũng sẽ có hiệu quả phần nào đấy trong cái việc mà điều trị dạn da. Tuy nhiên nó sẽ chỉ là ở trong giai đoạn sớm và để hỗ trợ thêm thôi chứ không phải là thành phần chính để có thể trị liệu dạn da một cách hiệu quả nhất. Và các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng là không có vết dạn nào mờ đi khi mọi người xoa bóp dầu hạnh nhân, bơ cacao, dầu ô liu hoặc là vitamin E vào vết dạn của họ khi mà vết dạn đã hình thành rõ rệt. Và đó là những biện pháp bằng đường bôi để chúng ta có thể là làm mờ vết dạn hiệu quả. Còn bây giờ sẽ là một số những thủ thuật mà chúng ta có thể can thiệp thêm để có thể trị liệu vết dạn da, thì cũng là trên nguyên tắc là kích tăng sinh collagen thôi. Thì những phương pháp như là lăn kim này, phi kim này, hoặc là RF này, hoặc là peel da này thì sẽ đều cơ chế là tạo ra những cái vi chấn thương để kích thích da tái tạo và tăng sinh tế bào mới và tăng sinh collagen để làm đầy cái vết dạn. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết hợp lăn kim, phi kim với cả những chất tăng trưởng hoặc là sử dụng liệu trình PRP để có thể phục hồi da nhanh hơn. Và những phương pháp mà bác sĩ Ngọc kể tên bên trên thì đương nhiên là đối với cả những vết dạn mới giai đoạn đầu thì nó sẽ hiệu quả cao, còn đối với cả những giai đoạn còn sau rồi thì nó sẽ gần như là hiệu quả rất là ít và chúng ta sẽ phải kết hợp thêm nhiều phương pháp với nhau. Ví dụ như chúng ta có thể kết hợp là lăn kim, phi kim với cả kết hợp với cả sử dụng retinoid này, hoặc là chúng ta có thể kết hợp bôi một vài loại bôi với cả một vài những cái phương pháp mà can thiệp thêm, như vậy thì nó sẽ hiệu quả nhiều hơn là chúng ta chỉ sử dụng một loại đơn độc. Và hy vọng là qua video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những cái nhận biết rõ ràng hơn về giai đoạn của dạn da này và những phương pháp để có thể trị liệu dạn da một cách hiệu quả. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó rộng rãi với tất cả mọi người. Và nếu thấy yêu mến bác sĩ Ngọc thì hãy ấn đăng ký kênh YouTube này, và thêm vào hình quả chuông nữa thì hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn trên kênh YouTube này nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.